Gái đã có một đời chồng mà còn cành cao thế. Cô nghĩ cô là ai? Có kiếm được mối nào khác ngon hơn tôi không? Anh Bách! Anh có việc gì thì nói nhanh đi. Thanh Ý, bố anh bị đột quỵ. Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng. Mẹ anh bảo chuyện này cần phải nói với em. Hải Long này, giữa tôi với anh ấy đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Anh biết, em không phải là người cạn tình như vậy. Anh cũng đã tự nghiêm khắc kiểm điểm bản thân mình rồi. Em cũng phải cho anh cơ hội để anh giải thích chứ. Chuyện đã quá rõ ràng như vậy, anh vẫn muốn giải thích à? Theo tôi ý, thì anh nên đi tìm cô hiền xinh đẹp thông minh và hiểu chuyện của anh ấy. Em không cần phải ghen tuông nữa đâu. Cô ta bây giờ là quá khứ rồi. Thanh Ý, khoảng thời gian xa nhau, anh mới hiểu được giá trị của em. Nếu như để lấy làm vợ, em là phù hợp nhất đấy. Cảm ơn anh đã dành những lời khen cho tôi. Nhưng mà nếu anh nói những lời ấy sớm hơn thì mọi chuyện đâu có phức tạp như này. Anh ý, gia đình em cũng muốn có một chàng rể như anh đúng không? Anh có thể nuôi em ăn học được. Em có thể vừa đi học và vừa ở nhà nội trợ. Anh đừng có động đến gia đình của tôi. Bỏ tay ra. Tôi nói bỏ ra. Cô ấy đã nói không thích rồi. Buông tay cô ấy ra. Này, vợ chồng người ta đang nói chuyện, xen vào làm cái gì? Ai là vợ của anh? Chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi. Lần trước chắc có lẽ là do tôi và mẹ đã quá lịch sự với anh khiến anh hiểu lầm. Còn giờ thì anh biến đi, cho khuất mắt tôi. Sao em ăn nói thô lỗ vậy? Lộ bản chất con nhà ngoài chợ rồi đấy. Anh đã hạ mình đến đây để năn nỉ em. Em cũng nên cân nhắc chứ. Đời người ai chẳng phạm phải lỗi lầm. Nhưng quan trọng là phải biết giá trị của mình để còn gật đầu khi mà người khác cần tới. Anh... Gái đã có một đời chồng mà còn cành cao thế. Cô nghĩ cô là ai? Có kiếm được mối nào khác ngon hơn tôi không? Anh Bách! Mày là ai? Sao lại xem vào chuyện của tao? Tôi à? Tôi là người yêu mới của cô ấy. Tao sẽ kiện mày. Tao quen không ít luật sư đâu. Được, nếu anh muốn. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi là bác sĩ răng hàm mặt chuyên chấn thương chỉnh hình. Và tôi đảm bảo thương tích của anh chắc chắn dưới 11%. Thì đây, ở trong đây có số điện thoại của tôi. Nếu anh muốn tới bệnh viện thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ chi trả toàn bộ những phí. Mình đi thôi. Chờ em một chút đã. Tôi cảnh báo anh, nếu mà anh có ý định đến vòi tiền bạn trai tôi thì cả cái viện kiến trúc sẽ biết anh và cô Hiền cắm sừng tôi ra sao đấy. Còn không ý, tôi sẽ bù lu bù loa cái việc anh là một kẻ biến thái, suốt ngày rình rập vợ cũ. Tự mà cầm máu đi. Mà tôi nghĩ anh cũng không thở cũng được đấy. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.